Tiền vệ Nguyễn Thị Kim Yên trở thành cầu thủ có bàn thắng nhanh nhất trong lịch sử AFC Champions League nữ. Cụ thể, trong trận đấu với Odisha FC ở vòng bảng AFC Champions League nữ 2024-2025, tiền vệ Kim Yên đã ghi bàn mở tỷ số câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh ở giây thứ 50. Trước đó, trong 18 trận đấu ở vòng bảng, một số cầu thủ khác cũng ghi bàn từ sớm, nhưng đều kém thành tích này của ngôi sao sinh năm 2002. Trong đội hình vốn toàn sao của câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh, Kim Yên là cái tên không quá nổi bật. Những lần hội quân gần nhất của tuyển Việt Nam, Kim Yên thường được huấn luyện viên Mai Đức Chung gọi lên để thử sức. Đây là thành quả xứng đáng sau những nỗ lực không biết mệt mỏi của cô. Quay lại với câu lạc bộ nữ Thành phố Hồ Chí Minh, họ đã xuất sắc có mặt tại tứ kết AFC Champions League 2024-2025 với ngôi nhì bảng. Ở giai đoạn vòng bảng, cô trò huấn luyện viên Kim Chi đã thắng Thái Trung Bluewell và Odisha với cùng tỷ số 3-1, đồng thời thua 0-2 trước Urawa Red Diamonds. Với kết quả này, câu lạc bộ nữ Thành phố Hồ Chí Minh lọt vào nhóm hạt giống số 1 cùng với 3 đội dẫn đầu ở các bảng. Việc nằm ở nhóm hạt giống này giúp đội bóng nữ Việt Nam tránh được các đối thủ mạnh ở vòng tứ kết. Ngoài ra, câu lạc bộ nữ Thành phố Hồ Chí Minh còn có lợi thế khi được chơi trên sân nhà tại tứ kết.